nè, lên đúng không, nè xuống nè, cái tao lắc vậy nè đó. Ồ, thằng bố nó lắc vậy nè, nói tao dại, từ đó chúng nó chửi tao chán ghê vậy. Lắc tầm bậy mà ông nội. Có cái này tháo ra, thật ra không cần tháo, cái này trồng đầu vô cũng được. Nói chung á, đừng đeo ngược tội nghiệp anh Duy nha, đeo như vậy đi. Rồi xong rồi sao nữa, thấy ngu chưa, thôi gắn vô lại. Mấy thằng mới mua về nó không hở, nó không học cách sử dụng, nó giống y như anh vậy đó, đúng không? Rồi bóp lại đeo vô ba. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. À, bây giờ chúng ta qua clip số 2 mấy em. Về một cái thiết bị, cái giá đỡ tóc tai. Thì hôm nay á, là Duy nói một chút xíu về cái này thôi. Tức là cái này á, nó sinh ra đời á, thì nó cũng không phải là một cái cuộc cách mạng gì nó ghê gớm. Tức là sao? Tức là không có cái này tụi em tập tay vẫn được, đúng không? Nhưng mà có cái này á, tụi em tập tay nó có một cái cảm giác lạ lắm. Cảm giác lạ lắm. Thì cảm giác đó là cảm giác bùm cơ, bơm máu như dây điện, nhồi 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 nhồi. Con chuột nó như bùng nổ. Trên khía cạnh của một cái vấn đề mà gọi là giải phẫu học đó, cái động cái cách tập này nó làm cho gọi là cái màn trinh nó mỏng lại. What? Cái màn trinh của cơ đó mấy em, mới nói sao ta, tức là những cái sợi cơ được nhốt trong một cái bao, nó giống như cái bao quy đầu vậy đó. Nani? Đúng không? Thì cơ bắp mà chúng ta mà muốn bự á, thì ngoài cái sợi cơ nó bự, nhưng mà cái sợi cơ đó nó bị cái bao đó nó bóp lại. Nói chung mày chèn hình cái bó cơ vô mày hiểu à, hiểu không? Thì bây giờ á, cái cách tập này nó làm cho cái bao đó nó bị giãn ra và bị mỏng lại, nó làm cho sợi cơ của em nó được giải phóng nhiều hơn đó. Nó cái khái niệm này nó hơi liên quan với một cái khái niệm là pump. Chỉ có đó mới có thôi. Tụi em tập bằng tập như đại ca kia khó bơm lắm, bảo đảm luôn, xiềng luôn. Nó thiếu đi một cái gì đó nó hãm hiếp cái lỗ. Nó thiếu đi một cái gì đó nó hãm lại, đúng không? Nó cần phải có gì đó nó hãm lại nó mới bơm được. Và cái này là cái hãm. Cái này nó dành cho người mới tập, không có đung đưa người sai. Mày nhớ không? Ồ, anh Duy Nguyễn mày tồn tại giang hồ cách đây 10 năm lâm có rồi đó. Tao tập cái bài tao lắc đẹp gì đâu, cái thằng kia nó lên nó lắc xong nó bôi cho chát chấu vô mặt tao, nó nói tao dại. Từ đó thiên hạ nó ghét tao luôn. Mấy thi đấu nó ghét tao lắm. Thấy không? Tao tập tao lắc đúng đẹp luôn nè. Nhớ động tác quyền hội chưa? Liên vô đi, tao một đời ngạo nghễ đây. Đó. Thấy không? Nè, lên đúng không? Nè, xuống nè. Cái tao lắc vậy nè. Đó. Ồ, thằng bố nó lắc vậy nè. Nói tao dại. Từ đó chúng nó chửi tao. Chán ghê vậy. Lắc tầm bậy mà ông nội. Thì cái đó, cái đồ chơi hồi nãy đó, nó làm cho mấy em không lắc. Đừng hỏi sao bé không lắc. Hàng THOL là hàng thiệt nha ba. Hàng này được trung tâm ba kiểm định rồi. Rồi, có cái này. Tháo ra. Thật ra không cần tháo, cái này trồng đầu vô cũng được. Nói chung á, đừng đeo ngược tội nghiệp anh Duy nha. Đeo như vậy đi. Rồi xong rồi sao nữa, thấy ngu chưa, thôi gắn vô lại. Mấy thằng mới mua về nó không học cách sử dụng, nó giống y như anh vậy đó, đúng không? Rồi bóp lại đeo vô ba. Cái này là cấn vô cổ, cái này nè đó. Rồi xong rồi đi ngủ đi. Nhớ không tập nặng nha. Cái bài này người ta là xe tan ba quy đầu, không tập nặng, tập nhẹ thôi, tập nhẹ để pump. Mấy thằng nào BT á, cho khách tập rồi đi. Yes. Chuẩn công tác hơn. Cái này sao mà lắc được, đâu lắc được đâu.
rồi sao mới sao tao lên nữa, không biết sao tao lên cây này nữa. Khổ này chưa, vậy có cái này khổ hơn nữa hả mấy em, đâu có khổ ông nội, gắn vô cái đất này nè, xong rồi lại nó múc, anh quay clip thì anh vậy thôi, lại cái đất này nè, đúng không, để trên cái khay đó, bay vô múc. À. Rồi bây giờ với cục tạ nhẹ gì nhưng mà anh Duy tập lên con chuột của cho coi nè, thấy con chuột sao chưa? Giờ muốn chơi mấy chục cái nhẹ quá mà. Ủa vậy nhẹ rồi muốn kích thích cơ kích sao ta, tầm về vô mẹ gì đâu, vô vậy đó bảo đảm luôn là không biết tập đó. Tới đây thôi, lên đó. Cái bài này là chơi hấp răng, không có chơi full răng. Biết hấp răng là gì không? Full nè, nhìn tả nè, đi một đường nè, từ đây lên đây là full, ok đúng không? Rồi từ đây lên đây là hấp, rồi từ đây lên đây là hấp, rồi từ đây lên đây là hấp. Ba cách hấp, hấp cách giữa phê nhất nha. Rồi lên. Ủa mà hấp tập sao ta, hít thở sao ta? Hít thở cũng bình thường nhưng mà cơ luôn gồng, không có nhả cơ. Tập về nhả nha. Nè đang đây nhả cơ nè, lên đây nè, gồng, có thằng nó nhả lên đây luôn nè. Đó, rồi lên đây nhả. Còn háp là gồng liên tục, không nhả. Tập chết luôn á. Hãy lên chuột cho. Wow. Sủi cơ rồi. Quảng cáo sàn. Biết mà, quảng cáo sàn. Quảng cáo sàn nhưng mà không có nghĩa là cho mấy em trội tạ vậy nha. Đừng hiểu lầm anh. Vậy thì cái gì? Con chuột nó bự lên, cơ nó nóng lên. Vậy nó nhức không? Có nhức. Mà nhức nhẹ. Nhức nhẹ. Tụi em muốn nhức nặng, tụi em phải tập nặng nó mới nhức nặng. Còn tụi em tập nhẹ, nhức nhẹ. Cái nặng cái nhẹ nó kết hợp, hiểu không? Thì cơ của mình nó mới đẹp được. Mấy tập nặng cơ thường không đẹp. Nó thiếu đi cái độ gì ta? Kêu là cái độ phòng phòng á. Phải kết hợp nha mấy em. Nhưng mà bài này là cái bài chưa muốn nói đâu. Thì chiêu hay đi khúc cuối. Giờ qua đây chỉ cho này nè. Chỉ cho nó đeo đi, tập được nhiều bài lắm. Đây. Muốn chọt nhiều đó chọt. Chọt đại chừng 70 bao thôi. Rồi 31 kg. Rồi thấy không? Này dễ rồi, dễ chơi không? Dễ hơn nãy nhiều không? Phải ở gì? Phải ở gì? Nè. Đó. Bùm tốt hơn nãy. Này bùm tốt hơn nãy nhiều. Không nổi phải ráng. Chính ráng nó mới vô. Ráng thêm 3 cái nữa. Thấy không? Cái đó chơi được nha. Nhớ nha. Còn cái nữa. Chứ đâu phải nó thiệt mê bay luôn á. Đâu phải phòng nào cũng có bỏ ra 80 triệu mua cái máy này. Biết không, cái máy này THOL là cha con dành nhau tập. Giờ đó anh Duy đứng đây không ai dám vô á. Chứ mà buông ra cái bảo đảm xếp hàng. Trời ơi, nó khen cái máy này quá trời luôn em. Khen giả mang luôn á. Máy tập ngon lắm. Xiền luôn, chỉ có Hiệu này làm cái máy này chịu nhất. Hiệu này làm máy này chịu nhất. Còn mấy cái hiệu kia nó làm kiểu giống giống tập chăn hòm. Tập đem mê gì nữa mà. Đang bệnh chết mẹ luôn à. Mẹ em nghe nó xuống nó chỉ đạo rồi. Ông ấy đang bệnh chết mẹ luôn.
Con tập vậy thôi con chưa chịu nữa. Con xuống con đòi tập bài này bài kia nữa. Mày vừa phải thôi. Mày vừa phải thôi. Quá tập xuống không có khen được câu nào hết á. Xuống nó kêu tập đâm beo nữa mấy em. Nó rồi nó nào biết rồi gì. Rồi. Không được nghỉ. Yes. Buổi tập là buổi mà gọi là giá trị. Anh đi cái điện thoại đâu vậy? Đây là cái điện thoại của anh. Đúng không? Đó. Má bộ y tế gì nữa ba. Tối ngày hôm nay bộ y tế nó yêu tao lắm. Nhắn tin tối ngày vụ virus. Đúng không? Mình muốn tập game cho ngon á. Đây thấy anh nhiều hiểu không? Ba mắt. Chúng ta phải tắt nguồn điện thoại đi. Không, bỏ qua một bên. Tập. Ây da. Tại vì nghỉ nhiều quá tập không có vô mấy em. Hồi nãy mình kêu mình chơi nhiêu quên rồi ta. 70 bao đúng không? 70 bao thì chia 2 còn 35, 35 á thì chia 2 15kg một bên. Đâu mà tập 15kg là chết mẹ luôn á. Ủa mà không thấy còn 15kg luôn nội ơi. Thôi có 12kg rưỡi chờ đỡ đi. Giờ kiếm lâu quá. Đó, để xuống đây. Để xuống đây mấy em. Đó, để tay vô sẵn. Đó, để lên giày. Ủa mà tập bao vô luôn nè. Bài này bài tốt nhất. Tốt nhất nha. Nhức chuột quá. Nhức quá. Mẹ ông sưng rồi nè. Không. Sưng rồi. Má nhức quá. Cái cảm giác đó tụi em bóp vô thấy cái nè. Nào, bóp ngay cái ven luôn. Tập từng 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 luôn, máu bơm. Nhức quá, hôm qua mới tập chuột rồi. Bữa nay nhức quá. Ở đâu xa xa tụi em thấy tụi nó chơi bài này nè. Là mấy thằng không có tiền mua cái này á. Thôi, để hết cho tiền lợi dụng rồi, bỏ bằng bên. Chơi vậy nè. Thấy không, quen quen không? Mấy em nào thấy thằng nào chơi bài này comment coi chơi mấy em. Vô. Chết liền á. Thiệt luôn á. Cái bài đó là một trong bạn quê nhất á. Không vô mẹ gì hết á. Thà không chơi này không tức. Thí dụ như thằng nào nó biết chơi vậy á. Thì thằng đó nó tập game nó còn có não. Ví dụ vậy đi. Tập gì à. Vậy là thí dụ như còn có não. Nó còn vô hơn đúng không. Hoặc là chơi vậy nè. Chiêu này của anh. Chiêu này lắp cái đa đó ba. Hồi kỳ tao qua lắp cái đa nó chơi về này nè. Nó vô nhiều hơn. Wow. Nói chuyện ra không phải để bán cái này. Bán này không có lời ông nội ơi. Không như tiền hết á. Ship ăn bà nó hết rồi. Nhưng mà chúng ta lợi dụng cái này để chúng ta đạt được một cái mục đích khác trong tay hình. Đúng không? Nó tạo chúng ta spam cơ. Một cảm giác rất là đau. Cái cảm giác này nó đau cũng tập. Nhưng mà về nhà nó nhẹ hơn. Thì những ai á, mà người ta đang chơi những cái bài tay theo cái này á. Một, đau cổ tay. Hai, cường độ cao. Ba, giảm mỡ. Tư, lean body. Thứ năm, một tuần tập 2 lần. Có thằng tập tay tôi tập 2 lần à. Đó, thì nó hướng về cái hướng này. Thì phòng gym á, nói chung một phòng á thì phải trang bị cho anh em là 2 cái này. Đúng không? Thì chơi mới được. Chứ bây giờ mấy ông nổ mẹ phòng game 5 sao, 4 sao, 3 sao bỏ mẹ ra. Tiền mua thiết bị méo có. Thôi về tiếp cái nha mấy em. Tiếp cái nha. Không, tiền mua thiết bị không có. Sao gì? Đúng không? Nên cái này á, phòng game nên trang bị. Các bạn ở nhà các bạn nên trang bị. Các bạn trang bị ở nhà, các bạn có 2 cục dumbbell. Các bạn tập cái bài cuối như tôi chỉ á là bảo đảm chuột bạn ngon à. Oh, really?
mày bẻ chị cho nhiều. Rồi bữa nào hết corona hay là đẹp trời ra phòng gym tập sao. Đó, bây giờ nó hiện đại rồi. Home gym kết hợp với phòng gym ngoài. Còn ở phòng gym á cũng nên mua cái này đi. Mua cái này trang bị cho anh em ta tập. Nhất là mấy thằng mới vô. Mấy thằng không có PT. Ồ, nó vô tập bài tay tầm bậy bạ không à. Nó bữa nhiều quá nó gãy lưng á. Không có đó, nói thiệt. Này không có mắt cho mèo à. Rồi, tạm biệt nha. Bye bye mấy em. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.